Hàng chục người kéo đến tụ tập trước một tiệm nail do người Hoa làm chủ ở khu Brooklyn, New York hôm thứ Hai 6 tháng 8 sau khi có hình ảnh video loan truyền trên mạng về cuộc ẩu đả giữa khách hàng da đen và nhân viên tiệm này. Đoạn video vốn được đưa lên Facebook hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy một nhân viên tại tiệm Happy Red Apple Nail dùng cán chổi đánh vào hai nữ khách hàng da đen trong khi các nhân viên khác kéo áo xô đẩy hai khách hàng này. Theo bản tin tờ Washington Post, khu vực tiệm nail có khoảng 86% là người da đen và khoảng 1% là người Á Châu. Cuộc biểu tình mang màu sắc kỳ thị chủng tộc bùng ra hôm thứ Hai. Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi đóng cửa vĩnh viễn tiệm nail này. Họ cũng nói là muốn có sự chú ý về cách đối xử tệ hại với người da đen trong cộng đồng, đặc biệt là về tình trạng căng thẳng giữa cộng đồng da đen và Á Châu. Nhân viên của tiệm nail là bà Huy Jong Sang, 32 tuổi, bị bắt về tội tấn công có tính cách hình sự và 3 tội tiểu hình liên quan đến đe dọa, mang vũ khí và sách nhiễu. Khách hàng Christina Thomas, 21 tuổi, bị bắt về 3 tội tiểu hình là tấn công, đe dọa và sách nhiễu.